tất cả các đồng chí nhận nhiệm vụ của đại đội buổi chiều do tăng gia sản xuất. Ngày hôm nay chúng tôi ta đảm nhiệm là bộ phận bắt cá khu vực và tăng gia tập trung của trung đoàn. Thắng tay chỉ là khu vực ao, các đồng chí sẽ thực hiện nhiệm vụ. Phân công nhiệm vụ như sau: sẽ chia làm hai đội, mỗi đội gồm 2 đồng chí chiến sĩ mới và 3 đồng chí chiến sĩ cũ. Cụ thể, hai đội các đồng chí sẽ được trang bị 2 sọt để thực hiện nhiệm vụ bắt cá. Còn về vị trí thì chia làm 2 làn, tôi sẽ ở giữa, mỗi đội các đồng chí ở một bên. Các đồng chí không tranh nhau. Trong quá trình là đem bắt cá, các đồng chí phát huy hết tinh thần của cá nhân, bắt càng nhiều càng tốt. Đó, đồng chí có ý kiến gì? Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng. Vậy thì tôi có thể lấn làng không ạ? Trừ trường hợp các đồng chí không còn cá ở trong khu vực của mình nữa thì các đồng chí mới sang khu bên cạnh. Tôi cam đoan là sẽ hết đấy. Tôi sẽ quét sạch, tôi sẽ quét sạch, tôi sẽ quét sạch. Các đồng chí đã được phân biệt được cá chim và các loại cá khác chưa? Trực tiếp xuống đây tôi sẽ chỉ các đồng chí cá nào là cá chim. Còn chia đội, sau đây lấy tinh thần của đồng chí tự chia cặp. Đội 1 các đồng chí đứng bên trái, đội 2 đứng sang bên phải. Mời các đồng chí. Ủa mình chia đây. Đã ổn định về nhân sự, sau đây mời các đồng chí đội trưởng lên đầu đội. Đội 1 đã có đội trưởng, đội 2. Đội 2 chính mình đứng phía trước. Đồng chí Minh Tú có lòng tin là bản thân mình sẽ chiến thắng đội 1 của đồng chí Uyên hay không? Xin báo cáo trung đội trưởng. Đó. Đồng chí Uyên có quyết tâm thắng đội đồng chí Minh Tú hay không? 1, 2, 3. Quyết tâm. Cái khí thế của đội 1 là rất mạnh. Thế đồng chí Minh Tú đặt tên đội của mình là đội gì? Vàng tay vàng trong làng bắt cá. Quyết tâm. Đội của tôi cũng có tên ạ. Đội 1 cao chí là tên là gì? Đội của tôi tên là Cá Chim. Ủa? Tôi chừng người ta bắt mình hả? Đội 2 cao chí sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đội 2 cao chí là gì? Cao chí ổn định này. Thời gian 15 phút. Tập trung này. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Khoan, dừng khoảng 2 giây. Ủa Hòa ơi, nhưng mà đây là cá chép mà. Đồng chí Thị Hòa đi qua bên khu vực của người ta bắt cá bên đó. Mà bắt cá chép chứ không phải bắt cá chim nữa. Ủa là sao? Đã làm sai rồi thì phải sai cho đáng đi. Đã ăn gian thì phải ăn gian cho đáng. Ví dụ đi qua bắt thì bắt được cá chim về đi thì còn có giá trị. Đi qua bắt con cá chép về để cho bị người ta nói vậy đó.
hiểu. Cá kia, cá kia.
Vừa rồi các hai đội các chí đã tiến hành đưa thành tích của mình lên vị trí kiểm tra. Thì qua quá trình thực hiện nhiệm vụ tăng gia của đơn vị, các chí cảm thấy như thế nào? Mời đội của đồng chí Minh Tú trước. Báo cáo Trung đội trưởng, bàn tay vàng của tôi, cái tên nói lên tất cả. Chúng tôi đúng là bàn tay vàng, bắt cá rất giỏi, nhưng hiện tại chưa bắt được ý Trung Nhân. Hiện tại chưa bắt được ý Trung Nhân. Tôi nhìn qua bên kia, tôi thấy rằng rất là nhiều cá, nhưng biết đâu ở dưới là những hắc độn gì đó. Nên là các cô sẽ đợi đến cái phần kiểm tra cuối cùng. Đồng chí Huệ Phương, có ý kiến gì không? Dạ không ạ. Đội trưởng em bị mời một ý gì hết ạ? Mày kết của mày một. Vâng. Ok. Ok chưa? Cái tên của chúng tôi cũng đã nói lên tất cả. Chúng tôi không hề vất vả và phải tập tay động chân nhiều. Có phải nói là phải không? Không có. Đội của chúng tôi không hề vất vả để gọi đồng nghiệp gì? Đồng loại của tôi vào. Không đây, không phải nói nhiều. Đây là những chú chim. Có không khí rất là phấn khởi. Còn sau đây, thực tế chúng ta phải kiểm tra cân nặng đã. Thế trước tiên là tôi sẽ tiến hành kiểm tra là loại cá chính bắt đã đúng chủng loại hay chưa. Hôm nay tôi cũng xin lỗi, bởi vì đội cá chim mà chúng tôi dùng chim thật có một chút gọi là gì, những chừng nói lừa đảo của mình gọi là gì, thủ thuật. Hỏi là cá này có bắt hả? Bắt đi. Và thế là với cái sự không có lập trường. Ủa, hèn chứ chị ơi, khi mà tôi đi xa một đoạn đường, một thời gian tôi đi lập nghiệp á, xong tôi gặp đứa con của tôi về, thì tôi thấy ở trong những cái sọt của tôi toàn là cá chép. Không hiểu đi là tại sao, tôi phải bóc, tôi bỏ ra ngoài bớt rồi đó. Chung quan trọng nhất bây giờ kiểm tra kết quả. Trước tiên về mắt thường cái kiểm tra của đội 1 trước. Xin mời. Bắt đầu đếm. Tổ trọng tài tôi sẽ thế này. Đây là cá chim. 1 2 đếm chỉ cần đếm cân hả? Rồi 1 đồng chí ơi, có rất nhiều. Bây giờ nãy tôi bỏ ra 3 con rồi đó. Không. Có chạm cho em không kè đếm chị ăn đi. Trọng lượng của đội 1. Tôi không tin nữa. Mời em chí đội trưởng. Lên. Quan sát trọng lượng của đội 1 27 kg. Đội thứ 2. Đồng chí ơi, dùng đất lên vuốt sừng. Ôi, đồng chí. Ôi, nhìn thôi, không cần nhìn kết quả nha các đồng chí. Tất cả số cá của đội 2 là cá chim. Nên được cộng 5 điểm. Tương đương 5 con. Thiên lên nha. Ủa, nhẹ tới đồng nổi, tới nổi mình đồng chí tự bưng luôn hả? Trọng lượng của đội 2 19 kg. Đến phần đánh giá kết quả. Mặc dù vừa rồi đội 2 cao chí là đội bàn tay vàng trong làng bắt cá, mặc dù rất nỗ lực thì kết quả cũng rất rõ ràng. Đội 2 cao chí về thứ 2. Nhưng mà không. Đội 1 là người chiến thắng buổi chiều ngày hôm nay. Tôi không phục ạ. Nhưng mà thôi, thắng thay thì thắng thì thắng, nhưng không phục ạ. Thôi thì thắng thôi thì cùng nhau ăn cả. Vui là vui, mình vui quá. Vui là vui, chúc mình vui. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.